Nay mình đi, mình vô tình gặp ông chú ông đang mé cái cây gáo rồi nha bà. Mình chạy ngang thường thấy ông chú ông lên rồi nha. Ông mé bên đây hết một hai nhánh rồi nè. Giờ ông đang mé dài lên trên nha. Chú này cũng hơi lớn tuổi nha bà, khoảng chút khoảng 60 ngoài tuổi rồi. Nhưng còn mé cây rất là vững nha. Đây nó có nguyên hàng dây điện nha bạn. Gáo thì nằm ngay cái đường đi luôn nha. Bên kia nó có cái máy chạy đó bạn. Chú cũng làm rất là chậm rãi nha bạn. Không cho mấy cái nhánh nhỏ nó hạ từ từ không nha. Chú này cũng làm rất là chậm rãi nha bạn. Cho nhánh nó xuống nha chị Hoa. Cho xe qua được không? Rồi qua đi. Chú nằm rất là cẩn thận các bạn, không làm lai gai nha, không bẻ không nhánh rớt luôn. Ngồi coi luôn hả?
hạ luôn. Bên này có con thợ trèo cột đèn nữa nè. Thank you.
Dễ gì ta treo dây mà. Chú thợ này cho ông làm cây này chừng tiếng ngữ quá. Nhánh nào cũng treo chứ. Đấy không? Ta treo từ nhánh mà. Tự chơi luôn hả? Vậy bữa đó bữa đó cúp cúp đây đâu không Kiều lên đó hả? Vậy bữa đó cúp là bữa đó cúp điện là nó đóng cúp cái gì không? Cúp ấy
cất hàm à, đang quay lại để cất hàm à. Mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Ừ. Thời gian làm kỹ quá. Chứ nợ dân của Hữu chứ. Cái vừa tao bắn bứng tao bứng tao bứng tao vừa nhà hậu anh trên 20 năm rồi. Bứng 4 lần, chặt 4 lần rồi bây giờ nó gặp có trái chăng gì. Cái vừa này là nữa mới có trái nè. Chừng nào? Cái gì thịnh thịnh nó Nguyễn Thịnh. Ba cái mà lạ lạ tao chặn cô gọi cho.
mỗi lần tôi chặn lên. Chú xuống cắt góc luôn nha bạn. Đây đưa cái cơ lên được đóng rồi hả? Mày làm ra đây. Không sao đâu, nhảy qua đây. Lâu em đây rồi. Nghịch tay. Lớn tuổi phải thủ chứ. Thợ này quá kỹ. Kéo đi nhẹ nhẹ quá hả? Đổi hướng hoài á. Rồi kéo đi. Chưa ghé không? Nó còn dắt kia chưa tới nữa. Rồi mạnh ngã rồi. Hai này yếu quá rồi. Ừ. Chúng ta đi đâu đây nha. Mang lên đâu sao nha.
chỉ cần